Việc cắt mic ở đâu anh em nhỉ? Anh em biết cái cắt mic ở đâu không? Nhưng mà nào không nhỉ? Nhưng chú hỏi là bao nhiêu? Anh em biết mày tắt mic ở đâu không? Buồn nào quá. Hello anh em nhé, anh em chào nhau một cái nhé, và chào nhau một cái nhé. Có cái khóa cốt đấy. Anh em ra cho hỏi là tắt cái mic ở đây đâu nhỉ? Bạn trợ lý bạn ấy này máy tính hỏng thì không làm được. Hello. Để em kiểm tra em tìm mà thầy. Thầy cho em tìm. Đâu rồi? Đây là nhiệm vụ của người vào Zoom tắt mic đi để cho anh Thuần anh nói mọi người ơi. Anh em tắt mic đi giúp mình cả nha. Rồi, được rồi. Trời ơi, ngay đây thôi mình không biết. Rồi, chào anh em. Hôm nay là một cái chủ đề mà nhiều người thích lắm. Nhiều người thích cái chủ đề hôm nay lắm. Hay lắm. Vừa hôm nay nghe, hôm qua nghe, hôm kia nghe rồi. Nhưng mà hôm nay mới có thời gian để chia sẻ cho mọi người. Hôm nay đi khảo sát mấy khu. Thế thì bây giờ mới có cái thời gian chia sẻ cho anh em. Rồi, chào Bình Giang Hải Dương nói rồi đấy, mua cho 300m 60m xây dựng mua được, 60m là có thổ cư được rồi thì nữa. Anh em đợi tầm 9:10 chúng nó bắt đầu nhé, chúng nó có giao lưu đi, nhắn tin chào nhau mấy anh em ở trên clip này thì chào nhau cái nhá. Thị trường Gò Dầu chẳng bằng Tây Linh nhỉ? Chẳng bằng Tây Linh thì toàn bộ Tây Linh thì là cũng lên một lớp sóng rồi, còn chẳng bằng thì nó có tiềm năng một chút, nhưng mà cái việc mà vốn của anh em cũng phải cân đối, và cái quan trọng là cái thời điểm thôi. Thời điểm này thì nó đang là cũng cao rồi, cao hơn ở trước một chút thì mình đợi cho nó xả hơi tí mình vào chẳng bằng Tây Linh. Chẳng bằng thì có nhiều khu nghiệp mà. Ở nhiều khu đất công nghiệp, nhiều đất để ở. Đấy. Khu nghiệp mới thì ít, nhưng mà khu những cái con đường ấy thì này đang mở rất nhiều, đấy là chẳng bằng. Quảng Trị thì vừa mới lên sóng bị đấu giá cái khu ruộng gì vài nghìn mét đấy, vừa bị lên thời sự đấy. Có cái sân bay mấy thằng TNT làm mấy 1-2 tỷ đô đấy gì đấy. Đấy là ở Quảng Trị. Nên đầu tư đất ven biển ở đâu tiềm năng? Đầu tư đất ven biển ở đâu thì bây giờ một cái đơn giản nhất này chỉ cho bạn này. Bạn soạn tất cả những cái đất ven biển ở Hà Nội, ở Việt Nam từ Bắc Trung Nam ấy, ra là cái đấy là bạn thành công. Đúng không ạ? Là bạn thành công. Ai mà tìm được như vậy thì người ta thành công lắm. Được chưa? Ai tìm được như vậy thì ok luôn đấy.
Vào thị trường nằm bolo. Em vào chào nhau cái nhé, bên nip và bên nip thì chào vào chào nhau cái nhé. Nếu anh em nào mà thấy không vào được ở trên Zoom thì có thể vào ở nip ở Zoom thì mình sẽ làm nó tốt hơn. Yeah. Anh em vào Zoom, nếu bên nip muốn vào Zoom thì phải qua trên bên fanpage của mình tìm thấy ở đấy. Thực sự là mình làm cái này cũng là lần đầu tiên mình làm nên là nó cũng không được. Làm này nó khó phết nhỉ. Đất đấu giá quanh vành đai 4 Hà Nội giá 30 triệu có đắt không? Hôm nay chủ đề là đất đấu giá nhé, anh em tha hồ mà xem. Ok luôn đấy. Có nhiều ông mà được tiền thì nhiều ông mất tiền đấy. Vừa câu chuyện sống động hôm nay thôi, không biết bạn này có trong này không, nhưng mà vừa sống động hôm nay thôi. Vừa sống động luôn, minh chứng luôn. Người trong nghề ăn đòn luôn. Nam Sách Hải Dương, toàn Hải Dương là gớm lắm rồi. Đấy, đợi một hai phút nữa thôi để chia sẻ với anh em nhé. Thanh Hóa ok mà. Follow thị trường Thanh Hóa thì bảo Thanh Hóa ok mà. Mình đang rất nhiều đất ở Thanh Hóa. Và đi đến đâu mình đều chia sẻ cho mọi người đấy, chứ có phải mình làm không đâu. Đúng không ạ? Đi đến đâu đều chia sẻ cho anh em. Đúng không ạ? Khu kinh tế Thái Bình là Tiền Hải à? Được. Đắk Lắk thì có mỗi cái cao tốc lên Tây Nguyên, mỗi cao tốc đang kết nối. Chúng nó đã đánh sóng kinh khủng. Quảng Xương có ông sang group về làm cái gì đấy? Onsen Fuji Quảng Xương. Tối hôm nay là mình sẽ chia sẻ đến anh em là chủ đề là về cách đầu tư đất đấu giá. Đây là một cái chủ đề mà đang hot trong thời gian qua, thậm chí thời gian gần đây là đang hot và sẽ nhiều người được tiền, nhiều người mất tiền. Đấy, tạm thời cứ thế này thôi, cũng không cần đông quá đâu. Đông quá anh em lại vào lại chờ nhau lâu. Chẳng bom Đồng Nai vẫn ok, múc đi. Thế rồi nhá, bắt đầu chúng ta vào nhá. Anh em nào vào sau thì nó mất phần đầu. Không thì anh em xem ở trên YouTube, mình sẽ up lên YouTube. Được chưa? Mình sẽ bảo ekip up lên YouTube cho anh em xem. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em là cái cách đầu tư đất đấu giá. Đây là một cái dạng phân khúc mà rất nhiều người đang hướng đến. Rất nhiều người muốn đầu tư về cái này. Đúng không ạ? Nhiều người về đầu tư về cái đất đấu giá này đó. Thế thì có 3 phần chúng ta sẽ xem xét. Đấy, 3 phần anh em ghi lại, 3 phần nếu anh em nào ghi thì ghi lại này. Đầu tiên ấy, vì sao đầu tư đất đấu giá? Chúng ta phải hiểu là cái ý nghĩa của việc đầu tư đất đấu giá nó có những ý nghĩa gì. Cái thứ hai là cách đầu tư đất đấu giá làm sao, được chưa? Cái thứ ba là hạn chế của đất đấu giá, gọi là rủi ro khi đầu tư đất đấu giá như thế nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi làm một cái đấy. Bởi vì sao hôm nay mình lại chia sẻ cái câu chuyện này á? Vừa mấy cách đây 2 hôm thì hôm nay mình đưa cho bạn đến một cái giải pháp. Và bạn này thì ở Quảng Ninh, làm trong công ty đất đấu giá luôn. Thế thì đấu giá ở Kim Sơn ấy, 3 lô chúng cả 3. Giá khởi điểm là 1 tỷ, khoảng 1 tỷ không trăm bao nhiêu chục triệu gì đấy. Không biết bạn này có trong này không thì mình không biết. Thì bạn ấy đấu lên là hơn 3 tỷ trúng cả 3, đóng 15%. Đấy, đóng 15% thì mình cũng không nhớ tên bạn ấy lắm. Bạn ấy điện cho mình thì bạn ấy nhờ cái cách giải quyết, nhờ cái giải pháp gì ạ. Thế thì trúng cả 3, thế thì đóng 15% hiện tại đang là 450 triệu, là đóng cọc ở đấy. Thì có lên bỏ cọc hay không, bởi vì là ngày hôm nay 28 ngày 30 là mày phải vào hết tiền, mày phải quyết định. Đấy, bạn ấy gọi mình. Thế thì mình thấy một cái chủ đề này nó rất là quan trọng đến cho mọi người. Nó quan trọng bởi vì sao? Bởi vì có nhiều người là rất thích đầu tư đất đấu giá, nhiều lắm, và hiện nay đang là trend và là nơi sới, mình gọi là canh bạc của những người vào đấy đấu.
Rất nhiều người vào đấy đấu chỉ mục tiêu đích là quân xanh quân đỏ rồi người thổi vân vân. Đấy, thì bạn ấy đấu thì đấu trúng cả ba lô, thì mình hỏi là vì sao đấu trúng cả ba lô? Giả giá cao quá. Thế là trúng cả ba lô, đúng không ạ? Thì bây giờ không biết làm thế nào. Đó là một cái thực tế. Khi chúng ta đi đầu tư là chúng ta cứ lao vào để chúng ta bỏ giá. Đấy, ở rất nhiều nơi rồi, Bắc Giang cũng bỏ cọc, Thanh Hóa bỏ cọc, Hưng Yên, Hải Dương thì bỏ ngang ngả rồi. Thế giờ khởi điểm 7-8 triệu, giá trúng 3 mấy triệu, với cả giá 4 mấy triệu. Thấp nhất là 2 mấy triệu. Thì nó quá kinh khủng. Vì sao nó lại lên cái trường hợp như vậy? Bởi vì anh em đấu ấy, thì anh em đấu như kiểu đấu bằng được ấy, đấu khô máu luôn. Thế nên nếu mà đấu khô máu như thế thì chúng ta chỉ có rủi ro. Rủi ro rất là nhiều. Đấy, rủi ro nhiều lắm. Có nhiều người ta đầu tư được hưởng lợi nhuận, nhưng nhiều người là đầu tư chẳng được gì. Vì là cái giá người ta đưa ra là cao quá. Mà cao quá thì chúng ta không bán được cái thị trường. Thế thì chúng ta cùng giải thích cái câu đầu tiên ấy, mình nói là vì sao lại phải đầu tư đất đấu giá. Đấy, giải thích vì sao đất đấu giá. Đất đấu giá, ý nghĩa của nó đầu tiên là anh em khi đầu tư đất đấu giá hay mua đất đấu giá mua lại hoặc là đi đấu cũng được, tùy anh em. Thì đó là một cái kim bài miễn tử, thì cá nhân mình gọi là kim bài miễn tử. À, mình cũng nói luôn, đây là cái quan điểm cá nhân thì mình chia sẻ đến cho anh em để anh em tham khảo. Anh em thấy phù hợp thì anh em thực hiện, không thấy phù hợp thì anh em nghe. Anh em chắt lọc được thông tin gì thì anh em chắt lọc nhé. Thứ nhất là đầu tư đất đấu giá nó như một cái kim bài miễn tử. Vì sao là kim bài miễn tử? Đầu tiên chúng ta phải nói là gì? Không bao giờ quy hoạch có thể lấy được vào chỗ đấy. Rất hiếm khi có thể lấy được vào chỗ đấy. Bởi vì khi có một cái đất đấu giá, tầm nhìn của nó 10-20 năm. Và rất ít khi người ta sẽ lấy vào khu vực đấy. Cái đấy là do tỉnh, do huyện rồi. Ông rõ ràng ông đề xuất chỗ này bán đất để lấy tiền để thực hiện cho hạ tầng làm công ích. Thì đó là kim bài miễn tử. Kim bài miễn tử thứ hai nữa đó là gì? Về pháp lý. Pháp lý của các đất đấu giá này thì anh em yên tâm đi. Không bao giờ sợ cái gì cả. Đúng không ạ? Sổ đỏ trao tay, không sợ lấn danh, không sợ đầu thừa đuôi thẹo, không sợ là thóp hậu, rất hiếm khi thóp hậu, đúng không? Đấy. Rồi là cái thứ ba, ý nghĩa của đất đấu giá thứ ba ấy, mà nhiều học viên của mình hay nói á, là mới thì cứ đất đấu giá mà mua, không việc gì phải đi tranh giành với ai cả. Làm gì cần đi phải tranh giành với ai, lúc nào có thể bán được. Bán rất dễ lắm. Trừ khi là anh em đấu cao quá thì anh em bỏ thôi. Còn anh em mà không đấu cao ấy, thì yên tâm. Và hiện nay mình đang đi săn dòng đấy rất nhiều cho các bạn học viên của mình. Cái mình mua ở đâu thì ông học viên ông mới mua cùng đấy, chỉ cho đấy. Ông ra đấy mà mua và tìm kiếm chỗ đấy mà mua. Đấy, tôi mua cái giá này, ông vào đấy tìm kiếm tầm như thế mà mua. Nếu mua sau thì trả lên cao hơn một tí. Được chưa? Chứ không phải là cứ tôi mua như này, ông đòi mua như này. Nó khó. Cái ví dụ như là ở Thanh Hóa vừa rồi thôi. Và mua thì rẻ như cho ấy, 2-3 triệu mét vuông đất đấu giá. Nhưng nếu cái đất đấu giá đấy mà ra Hà Nội nhá, ra miền Bắc mà đấu giá nhá, thì không có giá đấy. Tất cả người ở các tỉnh ở phía Bắc này không bao giờ có giá đấy. Ở miền Nam thì ít khi có đấu giá đó. Ít khi có đất đấu giá. Thì có đầu Bắc miền Trung mới xong là hát ra Bắc. Đúng không ạ? Đấy. Cái giá nó cũng rất là quan trọng. Rồi là cái kim bài miễn tử. Những người mới mình khuyên thật anh em nhé. 5-700 triệu anh em vẫn đầu tư đất đấu giá được bình thường. Đừng bao giờ nghĩ bảo là ông đầu tư đất đấu giá được. Ở qua đây nhá, mình nói nhấn mạnh cho anh em. Những người mà đang có tầm tiền ít, mới đầu tư 5-700 triệu đấy, anh em cứ cái đất đấu giá anh em mua giúp mình. Được chưa? Cứ cái đất đấu giá này anh em mua. Anh em có 1 tỷ, 2 tỷ cũng được. Chia ra là mấy mảnh. Khi anh em có kinh nghiệm rồi, có trải nghiệm rồi thì bắt đầu mới mua đất dân.
chứ anh em phang vào đất dân quá liên quan đến việc mà quy hoạch, rồi liên quan đến việc mà tỷ lệ thổ cư, rồi liên quan đến việc vân vân, à, sẽ rủi ro cho anh em đấy. Những cái người mới, những cái người mà cần chắc hoặc mua ở xa cứ đấu giá vào phang, kiểu gì cũng có. Thế bây giờ mình bảo mấy ông học viên của mình ấy, những cái ông nào cứng ấy, cứ tìm cái đấy mà mua giá rẻ mà mua, không phải ngại, không phải sợ cả, được chưa? Đấy, cái thứ ba nữa, ý nghĩa của đất đấu giá chúng ta biết rồi, vay ngân hàng rất dễ. Không có cái sản phẩm, cái dạng bất động sản nào mà lại vay dễ như là dạng đất đấu giá. Chủ đầu tư, khi cái dạng thành phẩm mà chủ đầu tư vay ngân hàng nhé, thì cái chủ đầu tư đấy nó cũng phải cung cấp tất cả những cái pháp lý cho ngân hàng thì nó mới vay được, không thì không vay được đâu. Nhưng đất này nhá, kim bài miễn tử rồi, ngân hàng vào vay và rất thích vay, rất thích cho cái đất này vay, thích lắm, bởi vì cái tỷ lệ xây dựng nó được cao, mà pháp lý thì không bao giờ phải nghĩ, đúng không ạ? Nên vì sao mà mình lại thấy mọi người rất là hay bỏ qua những người mới là không chịu đi tìm những cái đất đấy là thế nào nhỉ? Rõ ràng là tìm vẫn có, nhưng mà mọi người không đi tìm. Thế mọi người câu hỏi có 500 triệu, 75 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ 2, 1 tỷ rưỡi. Có cái đất nào thế không? Mình tìm thấy nhiều lắm, nhiều vô cùng luôn ấy. Mình tìm ở đây, mình tìm chỗ khác. Mà đã đất đấu giá thì anh em có ở Bắc mua Nam cũng chẳng làm sao, ở Nam ra mua ra Bắc cũng chẳng làm sao cả. Anh em ở Hà Nội mua Nghệ An, Hà Tĩnh cũng chẳng sao cả. Chẳng ai là ăn thịt được anh em. Cứ có loại dưới 5 triệu mà múc hết. Nhiều đấy, ví dụ như là mấy cái ông hôm trước qua mình có chia sẻ là cái anh học viên đấy thôi. Cái anh ngày trước cách đây cũng lâu lâu rồi, năm ngoái. Đầu năm ngoái mới quen nhau đấy, mình làm ấy thì anh hỏi thế là chỉ cho mua thế nè. Giờ ăn 2,5 lần rồi. Và tương lai nó còn lên rất nhiều. Nên đầu tiên ấy, ba cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em ấy, anh em lên đầu tư đất đấu giá, bởi đầu tiên là kim bài miễn tử, kể cả pháp lý, kể cả việc là sử dụng đòn bẩy ngân hàng, kể cả là gì, là việc chống quy hoạch, rồi là gì, khâu quản lý bất động sản đó, không sợ người khác nấn danh của mình, không sợ này, không sợ kia, đặc biệt không bao giờ sợ. Nhưng đất dân là rất sợ, đất dân là sợ lắm. Thì còn nếu mà anh em đầu tư cái dạng này thì có thể cơ cấu ra một ít, ví dụ cơ cấu ra 30% hay 50% để đấu, để đi mua cái dạng phân khúc đất này thì nó rất là ok, được chưa? Đấy, nên là cái đất đấu giá là ngày xưa đấy, cứ từ cái câu chuyện của mình thôi, mình mua đất đấu giá đầu tiên của mình đấy, cách đây khoảng tầm 6 năm 2016 à, 2015 đấy, thì mình cũng mua đất đấu giá, mình mua ở Hà Tĩnh ấy. Thì cũng thế thôi, mua cũng chỉ có 400-500 một mảnh thôi, thế là mình bán được gấp 3, thế là ngon rồi, đúng không ạ? Rất là ngon. Cái thứ hai là cách đầu tư đất đấu giá, đây là một phần cực kỳ quan trọng. Mình nhìn ý nghĩa thế kia là ok rồi, đúng không ạ? Nhưng cái cách đầu tư đất đấu giá này là anh em phải xem để làm sao không rơi vào cái trường hợp như bạn ở Quảng Ninh. Bạn ở Quảng Ninh thì biết là gì sao? Bạn ấy làm trong công ty đấu giá, được chưa? Kể cho anh em nghe nhé. Bạn ấy làm trong công ty đấu giá, vẫn ăn trưởng của đấu giá bình thường. Đầu tiên là ăn trưởng việc lãi lon, lướt. Cứ làm 6 tháng loanh quanh mỗi lô chỉ được 300. Nhưng cái thằng nó mua sau ấy, nó đến nó ăn 3 tỷ. Đấy, đầu tiên là mình mất cái cơ hội, được chưa? Cái thứ hai là khi tố cao quá. Đấy, cái vừa rồi ở Kim Sơn, ở Mạo Khê đấy, mấy ông nào mà có ở đây, ông nào ở Quảng Ninh không? Đấu ở Mạo Khê đấy, đấu cao quá. Giờ đứng giữa ngã ba đường, bỏ cọc hay đi tiếp, được chưa? Bỏ cọc hay đi tiếp. Đấy, rất nhiều trường hợp như thế rồi. Ở Bắc Giang năm 2021 là bỏ cọc 1.400 hộ, ở 1.400 bộ. Cứ một khu đấu giá thì 10% bỏ cọc. Cứ 10% bỏ cọc. Còn riêng Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh thì còn bỏ nữa. Xung quanh Hà Nội thì còn bỏ nữa. Đấu thật lực. Cứ thật lực, đấu lên thật lực. Nên là anh em phải hiểu cái cách đầu tư với đất đấu giá.
cái cách đầu tư đất đấu giá 2 năm trước thì nó rất là dễ, là đấu giáp lá cà, đấu súng đấy, vào là bỏ là đấu mở. Đấu mở thì anh em đôi khi nhiều ông là chưa chọc hồ sơ, thực ra mình cũng phải tự nhận mình là mình cũng chọc hồ sơ, nhưng mà cái cách đấy thì nó hơi không hay lắm. Đấy là ý kiến cá nhân mình trải qua thì mình nghĩ là anh em không lên như nào mà thế. Đấy là về đất đấu giá nhé, về đấu giá mở nhé, tùy anh em nhé. Đấy, khi chúng ta biết cách đốt đấu giá thì chúng ta không phải bị mua cao, chúng ta không phải bị đứng giữa ngã ba đường nào. Bây giờ chúng ta có đi tiếp hay là chúng ta bỏ cọc. Nhiều người bỏ cọc rồi, không biết anh em ở đây mấy trăm con người ở đây thì kiểu gì chẳng bỏ cọc. Mình đoán sơ sơ kiểu gì cũng phải 1-2 người bỏ cọc, thậm chí nhiều hơn. Đã bao giờ anh em bỏ cọc chưa? Anh em comment cho nào. Đã bao giờ anh em bỏ cọc chưa? Đấy, rồi, một người rồi này. Đấy, có rồi kìa, có luôn rồi kìa. Đấy, đấy bỏ cọc hai Hưng Yên thì mất bao tiền. Nhiều lần nào bây giờ ai lại bỏ cọc nhiều lần thế này chứ giờ. Thì đấy là một cái câu chuyện khi chúng ta không biết cách thức đầu tư cái dạng phân khúc này, nên là nó dẫn đến cái việc là chúng ta bỏ cọc. Đấy là đầu tư lỗ rồi. Đầu tiên kết luận một câu là đó là đầu tư lỗ. Được chưa? Đó là đầu tư lỗ. Lỗ về thời gian, lỗ về công sức, lỗ về tiền thịt, lỗ về chi phí cơ hội, vân vân. Đấy, cứ bỏ là lỗ thôi. Nên là anh em cái phần cách thức đấu giá này là anh em phải chú ý thật kỹ này. Đừng để mình rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy, nó rất là tiếc. Tiếc cho công sức của anh em, tiếc cho những cái định hướng tương lai. Đầu tư là phải có lời đấy, đầu tư thì lại đều mất thôi. Được chưa? Đấy, ví dụ như đấy, có cái bạn học viên ở dưới Hải Dương đấy, thì lời 600, 500 gì đấy. À đâu đâu, mua bao nhiêu để bán 500, 600 gì đấy. Tóm lại là năm sau là nó bán lên 3 tỷ, loanh quanh và tăng 3, 4 lần, 5 lần. Thì đấy gọi là cơ hội. Đấy, nên là đúng rồi, cái bạn này cần gì phải đấu, cứ để họ đấu xong rồi vớt mấy ông không đủ tiền vào. Đúng thật đấy, đấy là một cách đấy. Đấy là một cách là cứ đợi cho anh em đấu chán chê, bắn súng cho chán chê, ông nào chết thì ra khinh xác về. cái đấy nó là cách của mình đấy. Nhưng mà đây cách đấu giá nhá, đây là cách của mình nhá, anh em chú ý xem xét thật kỹ nhá. Đây mình viết ở trên bảng cho anh em xem này. Nhớ nhá, đây là cái bài là mình dạy trong khóa code nâng cao, nên là mình xóa đi sợ anh em không hiểu gì. Nào mình đi mua cái giấy ở đây viết cho anh em là đỡ bị quên. Đấy, ví dụ cách đấu giá nha, anh chú ý này. Đầu tiên đấy, bước 1 là anh em phải khảo sát giá xung quanh đó. Làm cái bước này để làm sao? Khi anh em khảo sát cái giá xung quanh để anh em có bỏ hồ sơ ấy, nó không cao quá với cái giá trị thực. Được chưa? Khảo sát giá xung quanh để đưa ra được bản đồ giá ở đó. Gồm có giá dân, giá đất dân, giá đất dự án. Được chưa? Phải khảo sát được cái này. Công ty đấu giá ấy, nó là bên gì? Bên hợp tác với bên văn phòng đăng ký đất đai hay là bên sở tài nguyên đấy, của tỉnh hoặc của huyện đấy. Thì họ đi đấu giá lôm na là đấy là công ty đi bán hàng. Thì họ muốn bán một cái giá cao nhất, thu tiền được về nhiều nhất. Được chưa? Nên là chúng ta phải khảo sát cái giá xung quanh cái khu vực đấu giá đấy, bắt buộc phải khảo sát khâu này. Không khảo sát khâu này rất khó có thể là gì? Rất khó có thể để đầu tư để đấu một cách nó sát thực thực tế được. Phải khảo sát, bắt buộc phải khảo sát.
Bước thứ hai, xem lịch sử các khu đấu giá ở địa phương đó. Phải xem các lịch sử các cái khu đấu giá ở địa phương đó để làm gì? Để mình biết được tỷ lệ tăng giá. Tỷ lệ tăng giá 2 năm rồi thì cái việc mà đấu giá thổi náo rồi là thổi banh nóc ấy là có lịch sử rồi. Xem là ví dụ nó đang là 1 tể, nó lên 3 tể hay là lên 2 tể. Được chưa? Anh em phải xem như thế để ước lượng được giá bỏ. Nếu nó lên 3 tỷ thì cái 3 tỷ này so với cái bước 1 là đất dân xung quanh đó nó có cao quá không? Nếu có cao quá thì tốt nhất đừng có chạy vào, té đi, lao vào rồi đến lúc đứng ngã ba đường bỏ cọc mất tiền. Được chưa? Phải xem lịch sử của địa phương đó, các cái khu đấu giá chúng tỷ lệ tăng bao nhiêu. Tỷ lệ tăng bao nhiêu? Được chưa? Bước 3, xem bao nhiêu lô. Nếu mà kỹ tốt nhất là bao nhiêu hồ sơ nữa thì càng tốt. Cái hồ sơ này thì có thể hỏi bao nhiêu lô để xem là tỷ lệ chọi. Giống như đi thi đại học ấy, gọi là tỷ lệ chọi. 10 chọn 1 hay là 2 chọn 1. Được chưa? Phải xem là tỷ lệ chọi, xem được bao nhiêu lô để mình biết được nhiều người vào đấu, chúng ấy đấu cao hay không. Ví dụ ở Nho Quan Ninh Bình, đúng không ạ, ở ngay cái chỗ thị trấn Me đấy, 3-4 khu đấy để đấu 500 lô 1.000 lô ấy, thì nó đấu được một lúc nó đánh cao xong cuối cùng lên tỷ 8 xuống tỷ 4 đấy. Không biết ở đây ai có ai ở Ninh Bình không đấy. Hãy bác xem anh em xem ở đấy là có ai ở Ninh Bình không, nhìn cái chỗ đấy đấy. Thế là phải xem được bao nhiêu lô, số lượng vừa phải, loanh quanh 50 đến 100 lô là đẹp nhất, hợp lý nhất cho việc đấu giá tăng giá cao. Và gì, và cái dự án đấy khi mình mua lại, mình mua sau ấy, khi mình có không đấu nhưng mình mua sau lại có ấy, cũng rất là ok. Được chưa ạ? Đấy, phải xem bao nhiêu lô. Nhiều quá đôi khi cũng là một cái không tốt, ít quá cũng lại là không hay. Đấy, nên là mình xem được bao nhiêu lô. Còn dạng 20-30 lô cũng được, nhưng cái đấy nó chỉ đến mức tỷ lệ. Ví dụ như là 50-100 lô này thì khi mình mua là tỷ lệ tăng x một lần, nhân lần thì nó rất dễ. Nhưng mà 20-30 lô chẳng hạn thì nó cũng tăng, nhưng cái đột biến là nó sẽ ít đi. Đột biến nó sẽ ít đi bởi vì nó không quá đủ lượng cung. Giả sử đánh theo sóng là tay to, nó phải làm từ 50-100 lô trở lên, lên khoảng tầm 200 lô là đẹp nhất. Bắt đầu lúc đấy nó mới vào nó thổi được. Được chưa? Còn 20 lô, 30 lô này thì nó thổi nữa, nó kém đi. Vì sao nhiều lô không tốt đó? Nhiều lô không tốt bởi vì cái lượng tiền đổ ở đấy đông, hàng nhiều ấy, đúng không ạ? Cung nó nhiều đấy, giống như dự án thì sao Vingroup bây giờ chuẩn bị ra 1.2 căn, 12.000 căn ở Vindream City Hưng Yên kìa, đúng không ạ? Bán mai hết đâu. Ví dụ như thằng Eco Park là bán giai đoạn đến tận 10 năm mới hết, giai đoạn 40 năm, 10 giai đoạn, đúng không ạ? Nhiều quá thì phải chia nhiều giai đoạn bán, mà chia nhiều giai đoạn bán thì nó không phải phụ thuộc vào văn phòng đăng ký đất đai, mà nó chia ra nhiều giai đoạn đấu thôi. Mà đã làm hạ tầng nhiều mà chia ra nhiều giai đoạn là lãng phí. Được chưa? Thế nên là cái cung nhiều quá thì người ta không đủ tiền mà mua thôi, chứ có gì đâu. Thị trường không đủ tiền mà mua thôi, chứ còn gì đâu. Đấy, xem bao nhiêu lô. Bước 4. Bước 4 này là gì? Đưa ra con số. Đưa ra con số mình muốn bỏ dựa vào thực tế và đánh giá. Ví dụ bước 1 này mình thấy là trung bình nó là 30 triệu trên mét vuông nhỉ? Đúng không ạ? Xem lại lịch sử thì nó cũng là tầm 30 triệu. Hoặc là đấu 1 tỷ 2, đến 2 tỷ. Đến 2 đến 3 tỷ. Đúng không ạ? Thì nó cũng là chia cho 100 mét vuông thì nó cũng 30 triệu mét vuông thì bằng là thực tế.
Thì anh em đấu vào mà anh em trúng thì nó cũng chỉ ngang ngang thực tế thôi. Nó cũng chẳng phải hơn bao nhiêu. Đúng không ạ? Mà anh em lại mất thời gian đi lo này lo kia. Thế thì anh em lướt cọc được, hoặc không anh em mà bán giá mà bằng đất dân cao quá là cũng chết. Nên nhiều trường hợp ở Hưng Yên ấy là cứ đấu bằng được. Thế trúng nhưng không bán được. Rất nhiều người không bán được. Mà đa số đều những người đi lướt. Mà người đi lướt thì làm sao? Cái số tiền mà bỏ vào đấy 15% không bán được coi như chạy. Nên nhiều người cứ bảo là môi giới với cò ấy, về đấy thổi ấy. Đúng không ạ? Là nó rất là khó đúng không ạ? Nên là anh em nhìn từ bốn cái bước này, đây là cách thức đấu giá này, đưa ra con số của mình. Nếu cái con số của mình mà phù hợp với thực tế hoặc rẻ hơn thực tế khi mà nó trúng ấy, thì là mình ăn. Nhưng mà nếu nó bằng với đơn giá thực tế, thậm chí cao hơn thực tế là thôi anh em dẹp. Bỏ luôn. Mình không bao giờ mình tìm hiểu, không bao giờ mình đi mình đấu giá các dạng như vậy. Mình cứ đợi là anh em đấu giá xong bắt đầu mình vào. Tất nhiên là có nhiều người đi lấy làm công ăn lương đúng không ạ? Nên là cái câu chuyện là anh em đầu tư là có nhiều những cái phương thức. Nếu mua đất đấu giá này mà cái cách thức mà anh em làm, mà anh em cứ đi đấu giá với mua hồ sơ thật lực là có 500.000 một bộ hồ sơ, mua 5 bộ là mất 2.500.000. Mua càng nhiều anh em càng đấu đúng không ạ? Thế đấu lên thì nếu mà cái giá mà khi chúng ta trúng nó giống như kiểu là chúng ta chơi liêng hoặc là chơi ba cây gì đấy, chơi bạc đi, chơi bài đi, thì chúng ta ở đấy nó rất là nguy hiểm, rất là lỗ vốn. Đã đấu thì chúng ta phải có cái kế hoạch. Thì đấy là cái cách thức mình nói lại nhé. Đầu tiên là phải khảo sát được cái mặt bằng giá thực tế xung quanh ở khu đấu giá đấy. Đấy, bán kính nó xa xa một chút. Thứ hai là chúng ta phải xem lịch sử các cái khu đấu giá đất đấy ở cái địa phương đấy nó tăng như thế nào. Đúng không ạ? Tăng bao nhiêu lần để chúng ta đưa ra ước lượng. Đây là thực tế, đây là gì? Cái lịch sử đã diễn ra. Và bước 3 chúng ta xem bao nhiêu lô. Để xem bao nhiêu lô để biết có bao thầu hay không. Với ông Hải Phòng là hay có bao thầu lắm. Đây đây, Thái Bình biết đội vụ cái vụ gì đấy, cái ông Đường Nhuệ đúng không? Đúng không ạ? Đúng rồi, đầu tư ở Hợp Tiến, được chưa? Ông này ông ấy cầm mình, ông ấy spam hay sao? Đấy thì chúng ta phải xem bao nhiêu lô, nếu mà có bao, ví dụ ở Hải Phòng ấy, có tình trạng là cứ 20-50 lô là có một người đi ôm hết tất cả. Đúng không ạ? Có một người ở cùng mọi người là người đi ôm hết tất cả các cái đất đầu ra đấy, người ta thầu luôn, gọi là bao hồ sơ, mua toàn bộ hồ sơ luôn. Thế thì chúng ta phải mua cái là dạng từ 50-100 lô này thì nó hợp lý. Nhiều người bỏ ra mua 100 lô là người ta không bỏ ra được, trừ khi là dự án người ta bỏ ra người ta mua hết tất cả chỗ đấy thì mới ok, được chưa? Bước 4 là gì? Đưa ra một con số mình muốn đấu vào đấu giá phù hợp với cả cái phần lịch sử, phù hợp với cả cái phần giá thực tế. Tốt nhất là anh em nên bỏ cái giá thực tế trong cái bối cảnh thời điểm này. Trong cái thời điểm này là gì? Giá nó phải rẻ hơn thực tế khoảng tầm 20-30% là tốt nhất. Nó trúng thì trúng, trúng thì thôi. Nếu cứ đấu lên thật cao là anh em được mảnh đất đấy nhưng mà lại không được lợi nhuận. Được chưa? Nên là bắt buộc là chúng ta phải gì? Phải nghiên cứu được ra một cái giá, nghiên cứu được ra một cái con số cụ thể mình bự định bỏ. Mình trúng được thì là mình ăn luôn từ lúc trúng, chứ mình không đấu khô máu như những người khác. Đấy, mình không đấu khô máu như những người khác để rồi mình trúng nhưng mình chẳng được lợi nhuận, chẳng được mảnh nào, chẳng được đồng nào thì mất công anh em đi đấu. Một cái nữa trong cái đầu tư đất đấu giá này, mình cũng nói luôn cái phần thứ ba là hạn chế rủi ro của đất đấu giá đi. Nếu đấu giá mà anh em không có mục tiêu, cái mục tiêu trong việc đấu giá mà anh em đánh ngắn hạn, đánh lướt ấy, nhiều người đánh lướt ấy,
thì cũng phải xem xét lại, cái này mới là cái quan trọng cho những ông lướt. Nếu mình trả thấp hơn giá trị thị trường mà mình trúng là mình thắng luôn đấy. Còn nếu mình trả cao hơn là đôi khi mình sẽ bị bỏ cọc, được chưa đấy. Và mình xác định được người nào bỏ cọc mà thấp hơn giá trị thị trường, gọi là mọi người mua sau mà biết được cái giá khu đấu đấy rẻ hơn thị trường ấy. Nhiều người ta đi đấu giá là người ta sẽ không xác định được cái giá thị trường đâu, cái bản đồ giá đâu. Cái bản đồ giá nó vi diệu lắm. Anh em nhìn cái bản đồ giá vi diệu lắm. Bởi vì khi chúng ta biết được bản đồ giá, chúng ta xác định được cái đơn giá, được chưa? Chúng ta sẽ xác định được cái đơn giá có đầu tư được hay không. Đấy. Rồi là gì? Cái chiến lược đánh của anh em nữa. Anh em muốn đánh ngắn hạn, đánh trung hạn, đánh dài hạn. Cái đất đấu giá là cái đất không bao giờ để cho anh em là gì? Là mua xong bán ngay. Nếu mà gặp ở chỗ nào mà nó mà còn nhiều tay to và đấu rồi là thổi lên ấy, thì anh em ăn kinh lắm. Còn nghiễm nhiên là thời gian là cái đất đấu giá là cái thế nó tăng. Không năm nay tăng, năm sau sao tăng. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà có một cái hạn chế trong việc đất đấu giá ấy là gì? Là cái đất này nếu mà tỷ suất đột biến về lợi nhuận ăn bằng vài chục lần ấy, là 5, 7, 10 lần ấy, là không có. Nó ít, nó hiếm. Cũng có chục lần đấy nhưng nó hiếm. Và nó phải mất thời gian rất là cao, rất là lâu. Đấy, và cái tổng lượng tiền khi mình ăn ấy, đấy, tổng lượng tiền mình ăn nó rất là ít đi. Ví dụ một người người ta mua một cái mảnh 1.000 mét thì bằng khoảng 10 mảnh 100 mét. Đúng không ạ? Bằng 10 mảnh 100 mét. Và cái mảnh 1.000 mét thì đơn giá lúc nào nó cũng rẻ hơn, thì cái đấy nó là đất dân. Đúng không ạ? Nhưng mà những người mới hoặc là những người mà muốn chia cái quỹ này ra để vứt vào đòn bẩy thì nên đầu tư các dạng này. Mình hay làm cái này thì anh em có thể thực tập. Anh em có thể tham khảo làm được cái như này. Cái hạn chế thứ hai là khi anh em không lập cái bản đồ giá, không nghiên cứu thị trường thực kỹ, anh em đưa một cái giá, có hai trường hợp. Một là anh em để trả giá cao quá thì chắc chắn anh em toi là đúng rồi. Cái thứ hai là gì? Là anh em bỏ thấp quá thì mất tiền hồ sơ, mất công, suốt ngày phải đến cái chỗ đấu giá để ngồi chầu hẫu ra nhưng mà chẳng trúng cái nào. Nhưng cứ mỗi bộ hồ sơ ra đi là mất 5 lít, chưa là mất cả ngày, rồi là người đi nhận hồ sơ xong rồi lại đi lấy tiền cọc lại, xong rồi loanh quanh mất 2-3 buổi. Thì nó là mất tiền, mất cái thời gian, đúng không? Nên là chúng ta phải biết được cái cách chúng ta đầu tư để hạn chế cái rủi ro tốt nhất. Nhưng mình qua đây mình cũng nói luôn cho anh em hiểu này. Cái đất đấu giá các năm trước đến năm nay là đang là trend. Nhưng 2 năm nữa lại không phải là trend. 2 đến 3 năm nữa lại không phải là trend. Anh em biết vì sao? Đây là cái nhận định cá nhân riêng của mình nhé. Bởi vì anh em tố quá cao. Đây. Tố quá cao không bán được. Dần dần nó dẫn đến một cái trào lưu, là cái trào lưu không có nhiều người ăn. Đây. Ví dụ giá nó có 8 triệu trên 1 mét vuông thôi. Nhưng anh em đấu lên tận 30 triệu trên 1 mét vuông. Thế tương đương là x4 lần. Xấp xỉ 4 lần. Đúng không ạ? Mà 4 lần, cái người 4 lần này này, người ta bán cho người B. Cái người B này không có lời. Đúng không ạ? Không bán được cho người C, người B không có lời. Thì những người B này sẽ ít mua của người A chúng này hơn. Ít đi. Thì cái thằng A này nhiều vụ, ví dụ như các cái bạn, ví dụ như cái bạn ở Quảng Ninh đấy, làm công ty đất đấu giá, làm trong công ty đất đấu giá nhé, mà vẫn còn bị thua, đúng không ạ? Thì cái lượng này sẽ chỉ dần dần sẽ mai một đi, thì loanh quanh lại, quay lại cách đây 5 năm là đấu giá ế. Bán không ai mua thì gọi là ế, đúng không? Nên là cái câu chuyện này từ tầm 2 năm 3 năm nữa thôi là tất cả các ông là lại sợ, là lại bỏ đất đấu giá, là lại bỏ. Cứ đấu cao quá là sợ, là khiếp, mà lại thôi. Anh em có để ý mà xem, hôm nay là tháng 3 2022, đợi để tầm đến 2024 2025 thôi là biết ngay.
bây giờ chỗ nào cũng đấu giá cao như thế, nó trên cái giá trị thật, đúng không ạ? Và người dân để cần mua ấy, cái người mà để sử dụng thật ấy là ít, ít có cơ hội để mua cái đấy. Thì cái khu đấu giá đấy lại thành khu hoang. Cái khu đấu giá ấy có hai cái ý nghĩa của đối với góc độ của nhà nước theo nhận định của mình. Một là người ta thu tiền để gì? Để làm phát triển hạ tầng, có thể là đường xá, có thể là giáo dục, có thể là y tế, vân vân. Tóm lại là thu tiền, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là gì? Nó là những khu dân cư mới của tương lai của cái làng đấy, của cái xã đấy, đi ra đấy người ta ở. Nhưng đây không phải một cái khu để cho thành đất hoang, không những hoang phế, nó là lãng phí cái tài nguyên đi, đúng không ạ? Và một cái nữa, một cái hệ lụy của đất đấu giá người ta cũng phải kiểm định lại đến là gì đấy. Ai vào căm bần như đất Thủ Thiêm này, cái Hà Nội cũng thế thôi, đấu giá cao quá thì đành kéo theo các cái đất ở xung quanh đó người ta gì kéo cao lên. Đấy là một tác nhân, đấy là một yếu tố để đẩy cho cái bất động sản xung quanh ấy nó tăng lên, nó tạo bong bóng, nó tạo sốt đất, chứ không phải là mỗi dự án, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái yếu tố châm ngòi việc thì đất, sóng đất ở đấy nó tăng lên, thì người ta sẽ phải vào cuộc, chính phủ sẽ phải vào cuộc, đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng hơn ấy là nhiều ông mua vào đất cao quá không bán được là cũng toi, toi là bỏ, thì ta thành đất đấu giá ế. Nên là chỉ 2-3 năm nữa thôi là anh em nhìn ấy, là anh em nhìn ấy, là cái đất này lại không phải là chuộng nữa, nó lại không phải chuộng nữa. Mỗi một cái chu kỳ tầm 2-3 năm ấy, lại nó lại là một cái phân khúc khác nhau để cho người ta hướng đến để người ta đầu tư, đúng không? Nên là nếu anh em có đầu tư thời điểm này về đất đấu giá thì cố gắng ăn trong cái khoảng trung hạn từ 1-3 năm. Còn nếu mà giữ dài hơn nữa thì anh em mua thời điểm này cái giá rẻ ấy, giữ luôn, không phải sợ. Càng giữ dài càng ăn, đúng không ạ? Và mà kia mình mua lại, mình bán đi, mình mua lại thì cũng phải mua cái giá đấy, thì gọi là mua đuổi bán đuổi đó, chẳng nói gì, chẳng nghĩ gì. Trừ khi bán cái đất đầu giá đấy sang mua cái đất dân, sang mua cái đất công năng, sang mua cái đất vùng lõi là anh em ok, thì ok. Đây ví dụ nha, ví dụ cái bài toán này, thế nhiều ông thì ông ấy bảo là mình bánh vẽ, thì bánh vẽ không được, người ta anh em chưa hiểu thì anh em bảo bánh vẽ nó cũng đúng thôi dưới cái góc độ của họ, đúng không ạ? Mỗi một cái mà mỗi một con người có một cái quan điểm khác nhau, không có gì đúng, không có gì sai, quan trọng là sự phù hợp và người nào được người ta biết được cái đó. Ví dụ bây giờ anh em mua cái loại cứ mình mua lại 1 tỷ đi, loanh quanh chia cho 300 mét đi, thì loanh quanh 3 triệu mét, đúng không? Thế cái 3 triệu này mà lên 6 triệu, lên 8 triệu nó có dễ không? Được chưa? Nó có dễ không? Chắc chắn là dễ hơn những cái thằng mà thì 10 triệu đến 20 triệu. Về mặt lý thuyết nào vậy? Nếu mà khi sóng ra này là như vậy, còn những 10-20 triệu này nó sẽ khó hơn, đúng không ạ? Về mặt bằng chung là như vậy nhé. Nhưng mà còn cái tỷ suất của này có bỏ ra 1 tỷ, nhưng cái thằng 10 triệu mét này bỏ ra thì cũng 100 mét, đúng không ạ? Thế thì anh em mua cái dạng này, thế mình mới bảo là cái dạng này mà anh em đi tìm cái dạng mà trên dưới 3 triệu 1 mét vuông mà đất đấu giá mà lại thuộc những cái địa phương mà nó có nội lực, có dòng tiền quy hoạch của tương lai ấy, đầu tư công nhiều ấy, không được gì phải ngại, cứ múc tiền được, xong kiên trì ngồi nhiều ngồi giữ, là đến ngày hái quả, là đến ngày gì, ngày đẹp thôi, đúng không ạ? Cái giá này làm sao mà xuống được nữa. 3 triệu nói thật với anh em chỉ bằng bữa, một cái bữa cơm của anh em ăn. Có những người đi ăn nhà hàng thì bằng bữa cơm. Thế làm cho 2 vòng như thế thì anh em có phải ngon không? Đúng không ạ? 2 vòng thế là anh em ngon rồi, chứ chẳng như phải ấy cả. Rồi anh em bảo là anh em tìm kiếm được. Thế có rất nhiều người comment đây, rất nhiều trong group này cũng đã nhắn tin cho mình ngày có bao nhiêu tin đây này. Bao nhiêu tin, thực ra là không trả lời anh em thì nó lại khó. Mà trả lời anh em thì cũng chẳng đủ thời gian để mà trả lời anh em cơ. Nên không trả lời thì vô duyên mà trả lời. Thế nên Cao Ngọc Viên mình bảo đấy, cứ tìm vào đấy mà mua.
yên tâm kể được. Ở đây anh có ở Hà Nội này, anh mua ở Hà Tĩnh, anh mua ở Quảng Bình, anh mua ở Quảng Trị, anh mua ở đâu không quan trọng. Cái đất đấy của anh có sổ đỏ rồi, không phải sợ, đúng không? Thanh Hóa, Bắc Giang không phải sợ, không phải quản lý. Đất dân thì có loanh quanh còn sợ cái thằng xóm nó sang nó này nó kia, đúng không? Sợ quy hoạch này quy hoạch kia, cái kia sợ gì, kim bài miễn tử quá rồi, đúng không ạ? Thế anh em không mua cái đấy thì mua cái gì? Xong bắt đầu cắm vào ngân hàng, dùng đoàn bảy ngân hàng đấy cắm vào, còn mua cái đất ở dân, đất ở xung quanh là chỗ anh em biết, thì mua. Kim bài miễn tử đã có, phải tiến xong lên, phải xong lên, phải mua, phải làm, đúng không? Đấy thì nó mới ok được chứ, đơn giá rẻ nữa. Mà những người mà đấy mình nhấn mạnh là những anh em có từ dưới 1 tỷ cho trên dưới 1 tỷ cứ tìm cái dạng này mà đầu tư, tìm thật nhiều mà yên tâm là không bao giờ phải sợ. Xong lại có mua thì không mua, nhưng mà lại lỡ xong mai kia lại bảo tiếc nhỉ, đúng không ạ? Nó rất là tiếc, đúng không ạ? Thì nó rất là khó. Cái câu chuyện là nền kinh tế của Việt Nam này càng ngày càng đi lên, nó không phải là nó không phải là nền kinh tế như ngày trước nữa, dẫn đến là gì? Cái giá đất nó càng ngày càng tăng lên, lạm phát thì anh em nhìn thấy ra rồi, có sản phẩm ngon rồi, đơn giá rẻ rồi, pháp lý cực ok rồi, ngân hàng còn muốn mua của anh em ở bán núi non, thì sao mà anh em không mua, đúng không? Mà không mua có phải phí cho anh em không? Rất là phí. Đấy, cái đất đấu giá là mình nhìn thấy là nó cũng có một cái điểm mạnh, nhưng mà do là nhiều người có tư duy đi thì ngăn ngại, cứ ăn 300-500, thằng khác ăn 3 tỷ 5 tỷ, gấp 10 lần, nó nhàn hơn nhiều chứ. Bây giờ anh em chỉ làm 2 vòng thế, có mỗi cho mỗi lo thời gian thôi, không cũng cho cái cây vừa mới cấy xuống anh em đã bán, cầm tiền về sướng. Nhưng mà mình phải trồng mấy cây để mình ăn cả quả, ăn cả lá, ăn cả cành, ăn cả thân như thế, ăn bằng hết, chắc chắn nhất. Kể cả những anh em mà thấy bảo là những anh em coin này, bitcoin này, anh em chứng khoán này, vân vân, thế có ông nào giữ ở đấy mãi đâu, đều thấy múc ra múc đất hết, đúng không? Đều thấy múc ra múc đất hết. Ông tài chính ông bitcoin của ông ăn 100 lần đấy, nhưng ông có dám giữ hết ở đấy đâu, vẫn cứ phải lôi ra mua đất hết. Nó là thực tế, đúng không ạ? Cả cuộc đời chúng ta làm ra tiền để mua đất, còn mua thì có rất nhiều cái mục đích để mua. Nên anh em cố gắng làm sao thì đầu tư đất đấu giá phải biết cách thức đầu tư đất đấu giá, càng biết cách thức bao nhiêu mình tin chắc anh em sẽ hưởng lợi nhuận bấy nhiêu, anh em sẽ an toàn bấy nhiêu, anh em sẽ gì hiệu quả bấy nhiêu, chắc chắn là vậy. Cứ tìm đi. Ê, ví dụ mấy trong cái khóa cốt của mình nhé, mình cũng bảo anh em là gì, cứ mua thật lực các cái đấy, mua 5-7 lô 10 lô mà. Xong vứt vào ngân hàng, anh em nó định giá anh em tốt nhất. Đấy, quay trở lại là cái bạn mà hôm nay bạn ấy hỏi, hôm nay là mình đi khảo sát ở dưới Hà Nam đó. Đấy thì mình trả lời bạn đấy, mình bảo là phương án thứ nhất là cứ đóng hết tiền đi, xong vứt vào ngân hàng, rút ra một ít tiền. Ví dụ tổng 3 tỷ, chúng 3 lô là 9 tỷ, đâu bố rồi đâu. 9 tỷ ăn, loanh quanh ăn, có 10% là 95 triệu. 9 tỷ đấy thà đi đầu tư các cái dạng khác mà rẻ rẻ ấy, kéo ăn tầm 20 tỷ rồi, đúng không ạ? Thế thì mình bảo bạn ấy là cứ vứt vào đấy, vứt vào, ví dụ giả sử là mỗi lô là vay được 2 tỷ, thì trích ra 300 triệu, 500 triệu, trả gốc lãi. Nếu 1 tỷ rưỡi đi đầu tư cái gì đấy mà đang là tay phải của mình ấy, đang là chỗ mình hiểu biết ấy. Còn lại kia để ok, không phải lo, được chưa? Không phải lo. Thêm nữa là gì? Thêm nữa là khi mà có cái giá mình nói là cái giá thị trường 30 là thằng khác nó cũng đấu như thế. Cái giá dân thì chưa nghiên cứu. Chỉ biết là cái thằng bên cạnh nó đấu nó cũng trúng như thế. Thế thì cả làng như thế thì bán cho ai thì phải mất thời gian. Thì mình phải trả giá 6 tháng hoặc 1 năm. Nghĩa là nếu mà đáng nghe mình mua thì mình bán được luôn, nhưng mình bây giờ mình phải trả cái giá thời gian cao hơn người khác. Thế thì khi mà nó giá nó bán được lên thì bắt đầu thu hồi vốn ở cơ cấu, làm sao nó vượt cái lãi suất khi mình vay cái đấy ra là được, được chưa? Thì đấy là một cái cách thức để anh em đầu tư cái đất đấu giá khi gặp rủi ro, đúng không ạ?
nên là cái câu chuyện là anh em phải hiểu cái cách chấp nhất là những người nào đang đầu tư ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, đấy, mấy cái địa phương đấy, rồi là gì, Vĩnh Phúc, rồi Thái Nguyên, rồi xung quanh Hà Nội, đấy, phải chú ý các điểm đó. Đấy, rồi là gì, Thanh Hóa thì có mấy cái ông ở dưới dọc ở cái phía biển thì hay đấu giá cao, còn phía Tây thì ít hơn. Nhưng mà cái phía Tây khi nó đấu giá lên thì giá nó cũng không phải là cao lắm. Cái đơn giá, bây giờ mình lại phải liên quan cái đơn giá nữa. Cái giá đấy, nếu mình có lấy cái đơn giá đấy 3 triệu và 10 triệu đấy, thì cái đơn giá nữa, đấy thì người ta mới mua được chưa? Thì đấy, anh em phải tìm được những cái điểm chốt cốt lõi của nó thì chúng ta mới đầu tư được. Được chưa? Còn một cái nữa mình muốn nói đến anh em, đó là gì? Khi đất đấu giá càng tăng cao thì lại là càng cơ hội của mình. Mình rất ủng hộ khi anh em tố thật cao, tố thật lực. Trong năm nay và trong năm sau, đất đấu giá vẫn đang còn là hot hit để cho anh em đầu tư, đúng không ạ? Và càng đấu giá cao mình càng thích. Bởi vì sao? Đây này, đơn giản này thôi. Thế hôm nay mình cũng chỉ cho các bạn là trong khu đấu giá ấy, đi bán súng làm gì? Không phải đi bán súng, mình phải đi đặt bẫy. Anh em hiểu không? Mình bảo mấy ông học viên của mình là phải năm nay là mình đi đặt bẫy. Mình đưa cho cái danh mục lên xong rồi đặt bẫy. Nghĩa là gì? Đây là khu đấu giá. Được chưa? Khu đấu giá A. Được chưa? Thế thì mình xung quanh, mình săn xung quanh đây. Đây, mình cứ săn xung quanh đây. Đất xung quanh đây. Đấy. Chỗ này mình săn, ví dụ cái thằng khu A này nó là tháng 10 năm nay. Tháng 10 2022 hoặc là tháng 12 đấy. Năm 2022 là đấu giá. Thì bắt đầu bây giờ mình đi săn các khu này, khu 1, khu 2, khu 3 này. Đấy, cứ săn xung quanh đây. Vì sao săn xung quanh đây? Bởi khi cái đấu giá thằng này ấy, nó giá nó được tăng cao lên, tăng cao, thì bọn này nhân viên được kéo theo. Chúng mày càng tăng cao tao càng hưởng lợi. Càng đấu thật lực lên, cố gắng lên, đấu rất cao, được không? Đấu rất cao lên thì mình lại càng tốt, càng đấu cao càng tốt, càng hưởng lợi, được chưa? Ví dụ cái này là tháng 10, tháng 12 ấy, thì nhiều người không phải biết đến đâu, ít người biết lắm chứ không phải là nhiều người biết đâu, được chưa? Rất ít người biết, kể cả những người làm trong phòng tài nguyên, kể cả những người làm về văn phòng nguyên đăng ký đấu giá, phải một năm nó đấu đến tận bao nhiêu cái cơ mà, đúng không? Nó đấu bao nhiêu cái rồi, bài cũ rồi, tất nhiên là nó cũng là chẳng phải là mới, cũ với ai, cũ với bạn thôi, còn nhiều người mới với nhiều người khác, đúng không? Quan trọng là gì, mình nhìn ra hoặc là năm nay năm 2022, nhưng mà mình tìm năm 2023, tìm 2025, nhưng mà mình còn đấu giá, còn đầu tư mà dài hạn về cái này nữa thì thôi rồi, chắc chắn anh em lợi nhuận rất là nhiều. Bán kính bao nhiêu, đúng không? Bán kính ví dụ như là cái khu này bán kính 100-200 mét thôi, 50 mét càng tốt, sát khu này càng tốt, càng gần càng tốt. Có một cái nữa là gì, mình gần khu này ấy, là mình cũng là kim bài miễn tử. Nhưng mà anh em đừng mua đất ruộng nha. Ví dụ như là nó đang ở khu này, chỗ này nó có một mảnh đất ruộng nha, anh em mua chỗ này là có thể nó đấu giá ra dần hàng thu hồi là cũng mệt đấy, được chưa? Đừng có làm như này. À, đừng có mua cái chỗ này mà mua đất dân, đất có thổ cư rồi ấy, kim bài miễn tử luôn, sát đấy thì càng ok. Không thằng nào là bế của anh em đi, yên tâm. Cái đất đấu giá thì người ta hay thu hồi đất ruộng, đất thủy sản, đất BCS là đất khai hoang, đất chưa giấy tờ thì người ta đấu giá thì giá vốn nó mới rẻ. Và có một cái đặc điểm nữa là đất đấu giá luôn bán mặt đường. Bởi vì cái đất đấu giá này nó chỉ làm mới hạ tầng xong nó bán luôn thôi, chứ nó không phải làm quá nhiều công trình tiện ích khu dân cư mới, mà nó không phải là dự án dân cư mới. Trừ khi cái dự án mà lên 500 lô, mấy trăm lô thì nó mới có trường học, nó mới có trạm y tế, vân vân. Đấy, thì nó mới có đấy. Thì đây là một cách thức học viên của mình năm nay sẽ được rất nhiều về cái này. Mình sẽ chỉ cái này rất là nhiều. Bình Giang, Hải Dương hôm trước đấu gấp 10 lần giá khởi điểm. Ui dồi ôi, căng nhờ. Bình Giang chuẩn bị như cái quả bong bóng này. Chuẩn bị là thằng nào đi, đúng không? Bình Giang mình cũng đưa lên một cái video clip, thì từ ngày đấy, từ cái lúc mình đưa lên thì nhẹ nhàng là anh em cũng chắc cũng tỉa được tầm 30-50% rồi.
Thì anh em nào có đánh ở đấy mà mua được cái vị thế đấy thì tốt nhất là chạy đi. Còn không thì mình phải mua đầu tư bằng tiền thịt, xong vứt đấy. Thế còn anh em mà đấu à mà mua như thế là rất là ngại. YouTube ở có mà có YouTube mà. Nên đúng rồi, phải mua đất xung quanh của dân trước. Có cái ý nghĩa như này này, mình nói sâu hơn nhá. Khi mà tháng 10 tháng 12 đấu á, trong năm nay đấu thì anh em đi mua lúc này thì có thể người ta biết, nhiều ông để ý sẽ biết. Nhưng nếu mà anh em mua của năm 2023 trong 25 ấy, ông trời biết. Bởi vì cái gì? Cái phòng tài nguyên ấy của huyện hoặc là sở tài nguyên ấy, nó vẫn có những cái này, nhưng nó giống như một cái bài tập ấy, anh em hiểu không? Chứ không phải người ta không biết. Người ta biết nhưng mà nó giống như một cái bài tập. Bởi vì người ta phải làm nhiệm vụ là tóm lại là chúng mày phải đề xuất lên đây. Đúng không? Đề xuất lên đây thì có phải ai nhớ đâu, mà nhất là những người mà làm một cái công việc là nhà nước như vậy thì người ta phải gì? Người ta phải làm hoàn thành nhiệm vụ. Và hoàn thành nhiệm vụ thì nó không phải là công việc kinh doanh. Có những người anh em mình đây là làm công việc kinh doanh thì mình mới hiểu được thì mình mới gam lại được. Thế mình phải đi tìm các khu đấy, tìm các khu như thế làm sao? Mình mua vào. Đấy vì sao biết là 2023 thì mình mua từ nay đến năm 2023 là đầu năm 1/2025 rồi đúng không? Còn nay năm 2025 đúng không? Thì có 3 năm chưa? Đầu tư trung hạn chưa? Ăn cả hai cửa được chưa? Nguyên cái việc thời gian là anh em mua, cái thời gian là anh em đã thắng được một cái đơn giá mà anh em lại mua tiếp chân, là anh em lại làm bản đồ giá nữa thì anh em có ăn cả ba cửa. Đúng không ạ? Cái việc mình bảo trong các khóa cốt của mình ấy, cứ phải tìm như thế thôi. Nhàn âm thầm nhá, không phải tranh cãi với ai, không phải tranh nhau với ai, thao hàng để mà chọn. Còn tất nhiên là đơn giá bây giờ trung bình cả nước là tăng rồi, chứ không phải là đi tìm những cái giá cổ đại như ngày xưa, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà khi mà mình nhìn như thế này thì mình làm sẽ rất ok. Đừng vào những khu đang sóng là được. Cái khu đang sóng ấy là huyện đấy này, là tỉnh đấy nó đang sóng to ấy, thì mình té đi. Huyện thôi, chắc là chỉ phần huyện thôi, không nào sóng được tỉnh đâu. Sóng tỉnh thì nó lan theo kiểu huyện thôi. Thế mình vào cái chỗ này mình mua. Hoặc bây giờ mình có cái kế hoạch là mình tìm. Đấy là những người mà đầu tư là có, người ta có view nhé. Người ta muốn ăn nhiều, ăn bằng lần ấy. Người ta tìm cái này thì nó rất là nhàn. Đấy, cứ mua 500. Đây, mình chỉ cho cái anh tránh văn phòng ở Hòa Bình ấy kìa. Đấy. Thế thì mua bao nhiêu đây? Mua mấy trăm ngàn. Giờ thằng bà giả bên khu bên cạnh nhà nó bán là 4-5 triệu thì có thằng nó giả là 2,7 triệu. Chính cái thằng mà làm đấu giá đấy nó giả 2,7 triệu. Ui giời, dã man tiền. Gần 3,000 mét. Bỏ thì bao nhiêu tiền nữa mà không đáng bao nhiêu tiền. Nên là cái câu chuyện là cái dạng ngay mà anh em lại còn cho thêm nó thời gian nữa thì đảm bảo là không phải nghĩ. Anh em có trải nghiệm đi thì biết, hoặc là theo dõi lại lịch sử xong rồi biết. Khu này không, cái huyện đấy không được sóng là được. Sóng thì chúng nó đang đi săn đất nhiều quá thì mình lại vào thành bon chen. Mình tìm một chỗ nào là không chưa sóng qua rồi, là chưa sóng thao hàng anh em chọn. Cái chỗ này gọi là tiên phong ấy. Tiên phong cũng được, hoặc nếu mà chỗ mà nó trứng rồi thì gọi là xê cũng được. Thì hôm qua khóa cốt mình gọi là có một cái anh hỏi là nếu mà tiên phong thì làm là thì phải mất thời gian nên mình hỏi thôi. Mình đã mất thời gian đi hỏi từng nhà một, gõ cửa từng nhà mình hỏi rồi. Nếu mình hỏi mỗi lần hỏi được ra tiền thì việc gì cho anh em không phải đi hỏi, đúng không anh em? Nên tìm con này nhá, yên tâm đi, giá ngon được ạ. Đấy, đúng rồi, ta dạ ta nhìn đây vắng vẻ. Thế thì có hai quan điểm mình hay có hai thời điểm mình hay đầu tư. Một là mình đầu tư tiên phong, là mình đi trước, không va mấy ai cả. Không va sợ vỡ đầu lắm. Thì đầu tư sợ vỡ đầu lắm, tranh trước này. Thứ hai nữa là để anh em đấu chán đi, tranh hùng hổ đấu chán chê đi, tối đầu mình ngồi chầu rìa. Ngồi chầu rìa tổ tôm, anh em đánh nhau chán đi, bắt đầu mình ra hốt. Được không ạ? Nên là câu chuyện là anh em đầu tư đất đấu giá ấy, thì bây giờ những người nào mà
đang muốn đầu tư cái dạng này thì chúng ta tập trung vào cái cách thức đấu giá, rà soát là cái bản biểu được ra đấu giá. Thứ hai, nếu mà anh em đợi người ta đấu xong rồi anh em vào mua, và mua những cái chỗ rẻ là cũng là một cái tốt, được chưa? Mua cái rẻ cũng là một cái tốt đấy, mua cái rẻ là một cái rất là hữu hiệu, được chưa? Ok, này nói sao nhỉ? Đấy thì anh em tìm các dạng đấy. Đây bây giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi để cho anh em hiểu. Anh em hỏi đi, bắt đầu hỏi đi, hỏi mạnh mẽ đi. Tin nhắn ở bên Zoom này anh em cũng hỏi nhiều lên. Thầy ơi, em hỏi tí. Hỏi đi. Em nghe thông tin ở dưới Hà Nội là không cho tách lô, tách thửa phân lô nữa phải không thầy? Đúng rồi, nhưng mà nó là đất nông nghiệp thôi. Cứ hiểu lôm la nó là đất ruộng, đất lúa, đất trồng cây, thế thôi. Người ta chưa cho phân lô đất tách thửa. Thế còn thổ cư là mình vẫn phân lô tách thửa bình thường? Bình thường, đủ diện tích bình thường. Thế theo thầy liệu các tỉnh khác sau này có bị áp dụng như thế không? Thằng nào nóng nào sẽ bị áp dụng, thằng nào mổ xẻ nhiều sẽ bị áp dụng. Và địa phương đấy sẽ có nhiều thằng đi. Sẽ có nhiều thằng nào mà cũng sẽ có một anh hùng ra đi. Ra đi tìm đường cứu nước, một là luân chuyển, hai là đi kiếm chuột. Vâng, chào thầy, chào anh em. Em hỏi cái. Rồi. Thấy đợt này thấy nghe bảo ngân hàng đang siết chặt với vấn đề vay vốn thì có ảnh hưởng gì đến bất động sản không thầy nhỉ? Chẳng ảnh hưởng. Nhìn thằng ngân hàng nhà nước, nhìn mấy thằng tư nhân nhìn làm gì? Nhưng mà Vietcombank có thấy thông tin mật thì cũng có thông tin này thầy ạ. Thì nó tiên nhân nó nói cạn cung tiền thì nó phải huy động lại tiền thôi, nó cũng không phải gì cái gì quá ghê gớm, bởi vì chúng ta phải biết rằng là gì, cái đầu tư công, nếu mà nói về vĩ mô chút là cái đầu tư công nó vẫn đang chưa rót hết. Thì cái chính sách cơ chế nó đang rót nhiều. Bây giờ ví dụ mà vay kích nhà nước thì đang bảo là kích cầu kinh tế. Mấy ông ngân hàng siết chặt thì chết à. Đúng không? Siết chặt làm sao mà kích được, đúng không ạ? Thế mình hiểu lâm na thế thôi, còn cái việc ngân hàng nó kích vẽ A, vẽ B, vẽ C tùy. Ngân hàng chính là cái thằng thổi sóng trá hình như thằng nào. Mà nếu mà bất động sản mà không vay của nó thì làm sao mà nó tiêu thụ hết tiền? Bản thân ngân hàng nó cũng chỉ là cái thằng gì? Là cái thằng đi buôn tiền. Mà buôn tiền thì nó phải cần nhiều khách. Đúng không? Nó nhập hàng về thì nó phải đẩy hàng đi. Mà đẩy hàng đi thì chỉ có mỗi hàng sản phẩm bất động sản là tiêu tiền nhiều nhất. Làm gì có sản phẩm nào tiêu tiền nhanh nhiều hơn bất động sản. Ví dụ sao mà Techcombank nó nhanh lên thế? Techcombank bởi vì nó hợp tác với Vin. Mỗi một dự án Vin nó giải ngân lên bao nhiêu tiền anh em biết không? 100.000 tỷ. Thế thì nó mới nhanh lên tỷ đô thì thế. Nhưng mà cơ chế nhà nước thì nói thật là cơ chế nhà nước đúng không? Cùng là ngân hàng nhà nước. Nhưng mà bây giờ những tư nhân khéo vượt rồi mà còn được bảo lãnh, ngân hàng nhà nước bảo lãnh. Cơ chế hóa nó kém. Tất nhiên là ông vẫn làm được các dự án, nhưng mà để các dự án lớn là ít khi vào được. Loanh quanh có một Vietcombank thì bây giờ có 1-2 dự án. Nhưng đa số đều Techcombank với đều những ngân hàng tư nhân của Đông Âu. Đấy, ví dụ như Tiên Phong Bank, đúng không? Techcombank đấy, hai thằng đấy là hai thằng cực kỳ khủng. Rồi có thêm thằng HD Bank đấy. Đấy thì mình chỉ nhìn như thế thôi là mình dễ hiểu thôi. Cứ nhìn thì cảm ơn. Ngân hàng là thằng thổi sóng. Chỉ có ngân hàng. Cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi câu thầy ơi. Rồi, vâng ạ. Dạ dạ. Thầy cho em hỏi là ở khu vực chỗ em ấy sắp tới đấu khoảng tầm 400 lô mà ở khu vực em là chưa có cái quy hoạch nào đấu, có nghĩa chưa có khu nào đấu, bây giờ là lần đầu tiên đấy, của huyện đấy. Còn trước kia chỉ là nhỏ lẻ, gọi là thu hồi những cái chỗ đất thừa đất kẹt 5-7 lô, 1-20 lô quay lại. Đấu ra xem kẹt. Rồi. Rồi. Nhưng bây giờ đang đợt này đấu theo nó gọi triển khai gần như cái dự án ấy là tầm 400-500 lô. Đấu thầu hay đấu giá? Đấu giá đấy. Đấu giá nộp hồ sơ bình thường đấy. Vẫn hồ sơ bình thường.
Đấu là bao nhiêu giai đoạn? Lần này chắc chỉ trong vòng đấu liền nhau luôn đấy. Theo như ông anh thì em là bên trung tâm phát triển của nhất là đấu liền luôn. Lần này đấu liền một mạch. Vào sở tư pháp của huyện đó. Chia ra làm hai ba giai đoạn luôn. Vào em vào sở tư pháp của huyện đó đọc biết ngay. Tóm lại là đấu cái đấy nó phải công bố. Vâng, đấu ngày công bố mà công khai, nhưng ý em đang nói là ý đang muốn hỏi là tiền của mình thì có gọi là có giới hạn thì mình nên vào ngay từ thời điểm đầu tiên hay là vào ở giai đoạn nào thì phù hợp vì cái số lượng lần này đấu nó cũng khá nhiều thì em chưa biết. Vẫn nguyên tắc đầu tìm bản đấu giá khu xung quanh khu đó xem giá thực tế như nào. Thứ hai, nếu mà là lượng cung rất nhiều như này nó phải đấu ra nhiều và cái lượng đẩy lên là ít. Nam mình cái đấy là mình chỉ để cái tỷ lệ giá nó trúng thấp thôi. Ví dụ mình nhìn cái lịch sử là những cái đấu giá khu cua sen kẹt ấy nó phải ít 2 lần 3 lần, nhưng bây giờ mình không nên đẩy 2 lần, mình chỉ đấu giá trả rẻ rẻ thôi. Bởi mình biết chắc là 400 lô là nó không thể thổi nhanh được. 400 lô mà em mà đánh x2 là lên 800 lô, mà em đánh x3 lên 1200 lô. Thế để 1200 lô nó có phải đâu chuyện đơn giản, đúng không? 400 lô có nhân là 10 triệu một mét là tương đương là 400 tỷ, đúng không? Đúng 400 tỷ không nhỉ? Đúng rồi, 400 tỷ. Vâng. Đúng chưa? Thế để x2 nó là 800 tỷ, x3 nó là 1200 tỷ. Đấy, cứ thế này em nhân lên thôi. Đấy, nên mà bằng 1200 tỷ đổ vào đấy thì có phải là nhiều đâu. Nó phải ít đâu, rất là nhiều mà. Đúng chưa? Thế thì mình làm sao mình bỏ lên phần 3, bỏ lên phần 2 là cũng đã cao lắm rồi. Thì bỏ 30%, nếu mình chung chúng thì thôi, mình lại thực hiện phương án 2. Đây nó dùng cái kịch bản 2 là gì? Chúng mày đấu chán chê đi. Chúng mày bắn nhau chán chê đi thì thằng nào mà chết thì năm ra đấy thì ra khênh. Năm gì ngại đâu mà không ngại. Vâng, vâng. Đấy. Vì em còn đang bị phân vân lăn tăn chỗ đoạn đấy quá. Không biết là mình nên là vào ở đất xung quanh thì nó cũng bán kính nó phải mất tầm phải 200 m, 200-300 m nó mới có. Đấy, xung quanh 200 m thì kiểu gì cái đất sen kẹt mà kiểu đổ lỗ. Nào như thế nhá, em nào như thế. Được chưa? Dạ. Ok. Thì cảm ơn thầy. Nào mấy anh em trên nip này hỏi là anh ơi mua đất mặt tiền 7,5 cộng 8 cộng 18 là cái gì đây? Đầu to gọi là ấy gì? Gọi là gì đây? Gọi là hiện quên tên. Gọi là thóp bíp, thóp hậu đầu voi đuôi chuột. Đấy, đầu voi đuôi chuột thì thôi nhá, cái đấy thì thôi. Không cần phải các cái dạng đấy thì bỏ. Nếu là mình bỏ. Tùy thầy cho em hỏi thêm một câu nữa. Là cái khu của chỗ em bây giờ ấy, sắp tới là đấu là diện tích khá là lớn đấy thầy ạ. Đấy, nên là không biết là nó có khác với cả em không đi đấu các nơi khác nhiều, nhưng mà là ở em đây toàn là trung bình là 150 m với cả 200 m. Đều biệt thự nhà vườn đấy gì? Vâng, đấy dạng biệt thự đấy thì lô góc là gần như là 90% là đều là 200 m đấy. Vì cái sơ đồ đấu giá là em cũng nắm được cách đây mấy tháng rồi, là em cũng nắm được rồi, nên là em cũng nhìn em chia ra là thấy là tỷ lệ là diện tích đập khá là lớn. Thế thì là cũng là khó đẩy giá. Vì nó phải ít thôi thì lại là một cái ngon với những người mà chuyên đi lướt. Thế phải nhờ cái bọn lướt nó vào. Bọn lướt nó vào thì tự nhiên là giá nó đẩy lên. Bọn lướt không vào là khó lắm. Đó nên là em mới xin ý kiến của thầy là để em tính toán, vì lần này đấu giá là ở em là cọc khoảng tầm 400-500 triệu một hồ sơ đấy, không thấp đâu. Cọc 400-500 triệu á? Cọc 400-500 triệu vì cọc 20% mà 20% thế giá khởi điểm. Thế mình chốt luôn. Thế mình chốt luôn chỗ đấy nhá. Mình chốt luôn chỗ đấy là không có sóng to được. Chốt luôn là không có sóng to. Thầy. Bây giờ bỏ cọc 400-500 triệu thằng nào phải gan mùm. Đúng không? Bây giờ đang đẩy. Tố mà lại tố chúng mà lại còn bỏ mà không vào nữa, không bán được nữa, mà đấu 400-500 triệu để có một vỡ mặt nanh quanh 150 bỏ đó là nhà rãi. Vâng. Thế thì theo thầy là mình để cho anh em đấu đúng không? Nếu mà cọc nhiều như vậy thì để cho anh em đấu thoải mái, mình vào sau được đúng không thầy? Đúng rồi. Không cần nhất thiết phải. Đúng rồi, không có gì phải tranh chấp chúng nó cả.
đấu xong vâng, còn mình sẽ thổi những người vào trước. Ông nào chết thì ra khênh, lô đẹp nhất mình vào mình khênh, thế thôi, không có gì phải ngại cả, thấy chưa? Thế thì theo như đây là thế là cái phương án là đợi cho anh em đấu rồi mình vào sau đúng không thầy? Đúng rồi. Vì gì em đợt này nó thu là 20% đấy, bắt cọc 20%. Thế thì là nó sẽ giảm tải cái việc. Bởi vì sao biết không? Anh em chia sẻ anh em vì sao cái câu chuyện này nó lại đặt 50%. Nó giảm bớt tất cả những thằng đầu cơ sóng sánh đi. Bởi vì cái lượng cung nó nhiều quá. Mà nếu đẩy cao quá là cái lượng hồ sơ mua ấy là nhiều người đã sợ. Mà bây giờ nó đánh lên cái giá trị thực. Tất nhiên là vẫn có đầu cơ nhưng nó hạn chế đi. Là bây giờ ông xác định ông mua ở đây ấy, là ông phải chắc chắn mua ở đây chứ ông không bỏ cọc đâu, không có đường lui đâu, chứ không phải câu chuyện là bây giờ anh đấu xong là anh có đường lui được chưa? Đấy, nó không có câu chuyện đấy đâu, nên là cái đấy là đúng đấy, cái đấy là mình thấy là nó hợp lý đấy. Rồi, em cảm ơn thầy. Ok, đây để trả lời bên clip tí nhá. Hỏi xong chưa? Anh em mấy anh em hỏi comment hỏi nhiều lên. Cho em hỏi 50 mét vuông thổ cư 30 mét đất nửa lâu năm thì mua 30 mét lâu năm lên thổ cư hết bao nhiêu? Ủa, cái này nó phải tùy khu vực. Tùy khu vực, tùy thời điểm, tùy vị trí. Nếu ra thì nó có cái thuế khác nhau nhé. Nhưng không trả hỏi như thế thì khó nói quá. Đó về Hiệp Hòa Bắc Giang à? Bây giờ Hòa Bắc Giang thì đây để xem bờ Hòa Bắc Giang nha, chỉ cho anh em nói cái gì ở đấy nè. Đơn giá ở đấy bây giờ bao nhiêu rồi? Cái bạn mà hỏi Hòa Bắc Giang đơn giá bây giờ bao nhiêu rồi? Hỏi đơn giá thôi biết ngay. Xem mình cái đơn giá Hòa Bắc Giang nào, ông nào hỏi Hòa Bắc Giang thì nói cái đơn giá nè. Em chào thầy. Vâng, anh nói đi. Em nhà đầu tư mới ạ. Vâng. Thì bây giờ em muốn hỏi thầy là em đang ở là thành phố Vinh, Nghệ An. Vâng. Bây giờ đang có một cái dự án của Ecopark là về đây triển khai là 200 hecta. Rồi. Đấy thì là hiện tại thì là cái giá đang nó đang khởi điểm đang định chào bán là 60 đến 80 triệu một mét vuông. Vâng. Đấy thì là còn ở trung tâm thành phố thì nó bây giờ giá nó đã lên đến 150 đến 200 triệu rồi. Cách đấy bao xa? Cách đấy bao xa? Cách trung tâm thành phố khoảng 4 cây ạ. 4 đến 5 cây. Rồi. Đấy thì thầy cho em hỏi là nếu mà mình đầu tư vào thời điểm đầu như này thì có đón sóng được đầu tiên không? Ok. Rồi em trả lời nhé, rất nhiều người hỏi về Ecopark, hôm nay mình cũng nói luôn về Ecopark này. Khi chúng ta đầu tư của Ecopark thì cái giai đoạn đầu tiên thường chúng ta sẽ đầu tư sẽ rất là ok. Tuy nhiên ấy, chúng ta phải so sánh cái đơn giá xung quanh như vừa rồi thì mình có nó hỏi bạn là giá là xung quanh chỗ đấy đất là bao nhiêu. Nếu mà đất là ba con số cách đây mấy 4-5 cây ấy, là đầu tư được. Nhưng cái giai đoạn tiếp theo ấy là chúng ta đầu tư không nên đầu tư quá. Chúng ta đầu tư cái này và với cái vốn 30% đối ứng đầu á, nó đầu tư và sử dụng kịch kim cái phần hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng, không dùng tiền mặt. Đấy chứ? Còn nếu dùng tiền mặt thì lại phải như này, tiền mặt là anh em phải bán ngay trong cái năm đấy có chiết khấu về dòng tiền được bao nhiêu phần trăm đấy, và cái tất cả các sản phẩm của Ecopark đa số đều có lời, giai đoạn đầu đều có lời, dù ở địa phương nào cũng thế. Nó giống như kiểu V-ship ấy. Đây có bác Hưng Yên lời rất là nhiều. Mình đầu tư cái nhà phố ở đấy, dưới em mình đứng tên đấy. Mấy cái nhà phố gì đấy, không biết là anh em có biết không, mà bây giờ nó rất là đông ấy. 2-3 tỷ ngày xưa đấy, 2-3 tỷ rồi. Đấy đúng không? Thì nó bây giờ nó tăng lên 8-9 tỷ. Mà đầu tư thành phẩm mà được tăng đấy là kinh ấy. Là cao đấy. Nên anh em về cái Ecopark của Vinh là đầu tư được. Chọn cái lô nào nó đẹp đẹp một chút. Nhất là shop house ở đấy bây giờ bao nhiêu mét? Ở đấy thì nó 150 đến 200. 150 là 9 tỷ được cơ à? Vâng. Biệt thự bao nhiêu mét? Biệt thự thì nó là 250 trở lên ạ. 250.
Giá bao nhiêu? Giá thì bây giờ đang cái giai đoạn đầu nó đang triển khai cái phân khu của Shophouse thì nó đang chào bán cái giá của Shophouse là 60 đến 80 triệu thôi. Còn cái phân khu của biệt thự thì nó chưa đến lúc triển khai. Ừ, nếu đủ tiền thì mua một căn đẹp một căn xấu. À một căn đẹp và một căn giá rẻ, quên chứ không phải sao. Vâng. Giá rẻ vâng. Thì sao? Để mình biết được là mình lựa chọn ra một căn tỷ suất sinh lời một căn kia. Nhưng mà số bao này nó cung nhiều không? Số lượng bao nhiêu? Số lượng của nó phải tầm nó khoảng 200 lô đấy. Là thế bình thường mua được nhé, cái lượng mua được. Nếu mà anh có muốn hỏi thêm sâu nữa thì những anh em nào muốn hỏi sâu nữa về EcoBox thì mình chỉ inbox cho mình thì mình sẽ chỉ cho. Vâng. Rồi trả lời câu của Hiệp Hòa nhá. Mấy ông nào mà cảm ơn thầy. Dạ. Rồi mấy anh em nào hỏi Hiệp Hòa nghe này. Đấy, từ nay đến năm 2030 thì đầu tiên là có khu công nghiệp dịch vụ ở Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm 260 ha. Được chưa? Là giai đoạn 2021-2030 nó sẽ làm, tầm 2025 là làm giai đoạn đấy. Và cũng khu đấy, khu đô thị dịch vụ Xuân Cẩm, Hương Lâm gần đấy 274 ha. Đấy, khu công nghiệp đô thị dịch vụ nghĩa là gì? Nó có cả khu đô thị, nó có cả dịch vụ là khu mua sắm đấy, Shophouse đấy và công an việc làm. Bây giờ cái này là rất là đang chuộng all in one trong đấy, gồm điện đường trường trạm ở hết trong đấy, nên anh em đầu tư thì xem xét các vị ai mà biết vi ship không, biết vi ship cái khu nhà vi ship rồi gì đấy, những cái nhà và tòa có những cái chung những cái căn liền kề trước họ bán thì tầm 2.4-2.5 tỷ thôi ở Hải Phòng đấy, Thủy Nguyên đấy thì rẻ lắm, trong Sài Gòn nó cũng, trong miền Nam cũng thế thôi đó, thì họ đang làm những cái đấy thì mình có thể mua cái suất ở đấy thì mình đầu tư. Thứ hai là mình có thể mua đất xung quanh để anh em đầu tư, được chưa? Thì còn mấy cái đấy rồi xem có gì hay ho không nào. Nếu mà đất đấu giá thì có nhiều lắm, đất đấu giá từ nay đến 2025 nhiều lắm, cái mua ở đấy cũng đầy, đất thương mại dịch vụ cũng nhiều lắm, thì mình có cái list danh sách ở đấy mà. Cái quan trọng là cái đấy thôi, còn cái bản đồ thì mình ý kia mình xem đó, đó là chỉ để định vị thôi, mình chẳng quan tâm lắm, không quan tâm lắm. Hoặc là những cái con đường trong miền Nam ấy, ví dụ mình có chỉ cho ông bán cua đấy, Hiếu Cua đấy, là nó đoán con lộ ở An Giang đấy, An Giang rất là ok đấy, bạn ấy cũng đầu tư và sử dụng đoàn 7 rất là hay, đã chỉ cho bạn ấy sử dụng đoàn 7 đấy, thì đấy là Hiệp Hòa. Và mình xem là cái đơn giá lúc nào rẻ thì bắt đầu mình vào. Còn tiềm năng nó là như vậy đấy. Nhưng mà anh em vẫn phải liên quan đến cái kế hoạch đầu tư. Thế vì sao mình phải hỏi đơn giá? Bởi vì cái đơn giá không thể là mình nhớ được tất cả mọi nơi. Đơn giá mình chưa thể có thể ngồi một thời gian ngắn mình nhìn được, mình xác định ra là khu đấy tiềm năng như nào để mình chỉ cho anh em thôi. Được chưa? Rồi chứ ạ. Anh em comment nhanh thế. Đất ở thành phố giá đang thấp hơn mặt bằng chung toàn quốc nhưng dân số ít, không có khu công nghiệp, không có du lịch thì có nên đầu tư không? Bạn này, bạn Missy này hỏi đâu ấy? Đất thành phố giá đang thấp hơn mặt bằng chung toàn quốc. Thế nào là thấp hơn và khu vực nào? Nói qua tôi nói. Thủy Nguyên. Chạy lại quay này em. Anh tắt thì này. Tắt camera. Ai này lấy cái có cái tên này. Thủy Nguyên này là con Thủy Nguyên là chỗ mà Bắc Sông Cấm đấy, cái chỗ cái V-Ship đấy, đi về nhìn lại cái lịch sử cái Santa và Bella đấy, hay là ngay cái ông gì đây thôi, có cả V-Ship này, A là có cả V-Ship mà gì đây Bắc Ninh này, trong miền trong có V-Ship mà, đã nhìn mấy cái đấy đấy. Ở bên này bạn nào Missy này, bạn ấy hỏi là đất ở đâu đấy, thành phố nào đấy. À, dự án treo Thủy Lĩnh Lĩnh Nam là khu ổ chuột thì cao đứng rồi, thì dân nó đọc trong đấy. Làm sao để biết khu được đấu giá đấy? Cái câu này là hỏi bạn này, hỏi là quan trọng này. Rất nhiều người sẽ hỏi là khu nào là đấu giá trong 1-2 năm tới.
Cái này lại là cái câu hỏi hay, vì sao? Vì khi chúng ta nhìn thì chúng ta chỉ biết là đất đấy là khu OLT, nhưng mình không biết là đất đã chuyển đổi hay đất đấy đang sử dụng mục đích là thu hồi để đấu giá. Đấy thì cái đấy nó liên quan đến danh mục đầu tư. Đấy thì cái đấy là trong nghề của mình thì mình hay chỉ cho các bạn ở trong khóa cốt. Đấy. Đấy. Ừ, đúng là cũng có thể là quan hệ bên trung tâm phát triển đất đấu giá của tỉnh. Nhưng mà cái này nó là những người làm trong này đấy, người ta sẽ biết được cái năm đầu. Mặc dù người ta làm cái bản ra danh mục, nhưng mà người ta chỉ biết năm đầu thôi. Vì quá nhiều cái hạng mục người ta phải làm nhưng người ta quên. Nên mình là mình phải đọc. Đang nghề đi đầu tư là mình phải đọc các cái đấy. Thì là mình sẽ đầu tư ok thôi. Phải biết cái khu là 1-2 năm sau đấy. Nguyên để thời gian là đã ăn rồi, xong lại chỗ lại gì anh em vào cái thể thao động lực mạnh lên là anh em ăn. Thọ Xuân Thanh Hóa đầu tư được nhé. Ngọc Lạc đường mòn gần Thọ Xuân. Thọ Xuân đều đầu tư được. Bản thân mình cũng có nhiều đất ở Thọ Xuân. Thọ Xuân Thanh Hóa. Tất cả những khu vực phía tây của Thanh Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Ngọc Lạc, Thường Xuân. Rồi là gì nữa nhỉ? Đấy, mấy cái ông đấy là làm được. Quanh quanh là con đường Nghi Sơn, Cao Sao Vàng đấy. Không thấy ông nào hỏi trong miền trong à? Đều thấy miền đất trồng cây lâu năm. Tây Ninh đùa. Ở Tây Ninh đầu tư được không? Ở trong miền Trung ấy, Tây Ninh, rồi Bình Phước, rồi là Đồng Nai, rồi là Vũng Tàu ấy, mà đất cây lâu năm ấy là đa số là ở trong đấy nó hay có dạng đấy nhiều, kể cả là đất ở Bình Thuận. Thế thì bạn phải có hai cái yếu tố đầu tiên là xem bao nhiêu tiền một xào đấy, và các quan lộ có đi về đấy không, và quy hoạch đến đất OLT không là bạn đầu tư. Một nhá, các viên mình ở trong đấy, một là đơn giá anh phải rẻ khu vực đấy, không được đường ngõ cụt, đúng không? Đường ô tô phải chạy ok, và quan trọng là được nên quy hoạch được đất ở là ok, nhà bạn mua vẫn nguyên tắc bình thường thôi, bởi vì trong đấy văn hóa là đất cư nông lâm nhiều, được chưa? Thành phố Hưng Yên đầy chỗ, thành phố Hưng Yên mình biết rất nhiều chỗ ở thành phố Hưng Yên luôn, bởi vì mình quê ở Hưng Yên mà mình biết rất nhiều chỗ ở Hưng Yên. Thành phố Hưng Yên thì đây có chỗ này, có nhiều khu đây là chỉ cho anh em nào Hưng Yên đây này. Đâu rồi? Đây, thành phố Hưng Yên là một là đành đầu tư theo cái khu đô thị gì nhỉ? Khu đô thị giáo dục, khu đô thị đại học. Đấy mà đi cái chỗ đường nhánh đấy, đi xuống đấy là có cái căn biệt thự to đùng đấy, có cái nhà nghỉ bắt đầu mở ra, căn chỗ ngã tư mà đâm sang bên kia là Hải Dương đấy. Đấy, đất giáo dục gọi là khu đô thị giáo dục, đây là đường rất là to. Rồi thứ hai đó là có khu đô thị sân gốc ở chỗ này là chỗ nào đây? Chỗ này là xã nào đây? Nhìn đọc tên xã nào, xã gì? Thôn Đông Hạ, xã Hùng Cường. Đấy, ra chỗ xã Hùng Cường. Còn đất đấu giá rất nhiều. Đất đấu giá nhiều lắm. Đất đấu giá thì mình chỉ cho các bạn cho học viên thôi. Ở đây chỉ nó cũng hơi lâu. Giá đất ở Quảng Trạch thì bạn lên Google cái ngay cần gì đâu. Kỳ Anh Hà Tĩnh vừa rồi sóng cao có lên vào nữa không? Bây giờ hết sóng chưa? Cái quan trọng là hết sóng chưa? Ở Lai Châu Tây Bắc sắp nối với cao tốc Lào Cai Hà Nội có cửa khẩu Trung Quốc đang có kế hoạch. Đúng rồi. Lai Châu là một cái thị trường mình đang để ý đến. Ngoài Điện Biên ra thì Lai Châu, Mộc Châu Sơn La mới cả Lào Cai là chúng nó múc rồi, thì bây giờ còn Lai Châu. Bạn có thể nghiên cứu đấy được, vẫn ok. Bạn nào nhìn được ra nó, khi nó đã rõ ràng rồi thì lại không phải là cái ngon. Không phải là cái ngon đâu. Và nhìn được là trước khi nó ra. Đầu tư trung hạn ở Ứng Hòa được nhé. Mình nói rất nhiều clip về Ứng Hòa rồi. Đất dân, đất trũng. Hôm qua có một anh học viên trong khóa cốt anh hỏi là cái đất ở Ứng Hòa đấy, là cái đất đấy là một là dân ít này, hai là điểm vùng trũng này, ba là nhiều đất lúa này, thì đấy nó là một cơ hội cho rất nhiều những cái chủ đầu tư lớn họ muốn giải tỏa đấy, bởi vì cái đền bù nó rẻ,
đúng không ạ? Ứng hòa nhé, thì nó đền bù nó rất là rẻ và ít dân thì an sinh xã hội nó dễ. Đấy thì các chủ đầu tư người ta mới về đấy. Ví dụ anh em đi tìm đất rẻ thì cái chủ đầu tư lớn nó cũng đi phải đi tìm đất rẻ chứ, nó cũng là con người chứ nó phải không là con người đâu, được ạ? Thế thì 25 đến 28 triệu nhưng quan trọng chỗ nào? Linh Hòa, Khánh Hòa ok nhé. Linh Hòa, Khánh Hòa ok. Bạn Ninh cũng ok. Cứ về phía tây của Khánh Hòa. Đấy, mấy ông hỏi phía trong thì hỏi nhanh lên, mạnh mẽ lên. Phía trong mình chuẩn bị năm tới mình lại quay lại phía trong, khi bắc đánh sóng to thì lại quay về phía trong, lại quay về phía thân. Bạn Ninh này, Linh Hòa này ok này. Đấy, Ninh Hòa phía này đây đây này, đọc đây này. Đây là đầy đất OLT chuyển cho quy hoạch đây này. Nhiều lắm. Đó lại được, ok. Đang làm nó đằng gần Biển Đông ấy. Nó là gần cái đầm Nha Phu ấy. Được chưa? Đây mua đất ở đấy. Dành cho anh em nào ở Linh Hòa. Đấy hỏi Minh Hòa. Cam Lâm thì nó đánh sóng nhiều rồi, một là bây giờ phải tìm ra là cái giá nó chững chững chút thì mình vào nó mới ok. Được chưa? Mình vào nó mới ok chứ mình vào bây giờ thì nó cũng hơi cao. Nói chung là phải có kế hoạch đầu tư. BKMX chân thành được. Học viên mình vừa mua đấy. Nói chung là phải có kế hoạch đầu tư anh em ạ. Chứ không anh em hỏi như này thực ra là những cái kế hoạch tìm kiếm hàng không biết thì nó cũng khó cho anh em. Còn mọi khu bây giờ cái khu càng sóng, cái khu mà ví dụ như mình nói là cái khu mà đang có tin xấu ấy, thường cứ để cho nó qua xong bắt đầu mình bắt lại thì lại là ngon, nó chỉ là ảnh ngắn hạn thôi. Và những chỗ đấy chắc chắn nó đang còn rất nhiều những cái tay to, rất nhiều những cái ông ôm hàng ở đấy còn nhiều, thằng chắc cũng ok. Được chưa? Thôi được rồi, rất nhiều những lời anh em hỏi thì đấy là hôm nay là chủ đề về đất đấu giá. Thì anh em nhấn mạnh cuối cùng của mình ấy, là mình hướng đến là chia sẻ với anh em là thông điệp là cách đầu tư đất đấu giá để anh em phải làm thật kỹ vào, được chưa? Là cái cách đầu tư đất đấu giá vào để làm sao nó không ảnh hưởng đến cái rủi ro của anh em, không ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của anh em, được chưa? Còn mọi câu hỏi thì anh em có thể mình không trả lời hết được ở đây thì anh em có thể sang cái fanpage của mình, anh em biết được vào cái fanpage của mình trong thuần chu đấy thì mình sẽ chỉ cho anh em. Còn những chỗ mà mình khoanh lại mình đưa thì anh em có thể cập nhật thêm ở trên đấy, theo dõi ở đấy. Có chỗ nào đầu tư mình sẽ chia lên đấy chung chung cho anh em, nhưng tốt nhất là anh em phải có cái kế hoạch đầu tư, cái đầu tư sẽ tốt. Tuần tới thì anh em nào có ở Đà Nẵng ấy, thì mình bay ở Đà Nẵng đấy, vẫn đang nhận học viên, là có khóa cốt đấy, bạn vào khóa cốt bạn này đăng ký nhá, xong mình có khóa cốt thì ở trong khóa cốt thì mình cũng sẽ chỉ cho nhiều người hơn đấy, những người nào mà đầu tư thì mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiều hơn. Thì tuần tới là mình cuối tuần này bắt đầu, vào tuần sau là mình ở Đà Nẵng. Anh em nào có ở Đà Nẵng thì có thể gặp cà phê. Và sang tuần mình sẽ cập nhật những lịch trình mình đi đâu ấy. Anh em có ở đấy thì mình được gặp với mình. Được chưa? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Chúc anh em đầu tư thành công nhé.